Ngày hôm nay thì em Hương mới về thêm được một chiếc xe Kia Morning số sàn đời 2012 biển 98 Bắc Giang các bác nhé. Với tầm tài chính trên 100 triệu, nếu như các bác đang lăn tăn muốn mua một chiếc xe SH nhập để đi thì ngày hôm nay với tầm tài chính chỉ như chiếc SH thôi là các bác có thể sở hữu ngay một chiếc xe ô tô rồi. Kia Morning bản Sport 2012 màu vàng cát số sàn giá chỉ có 159 triệu thôi. Đèn halogen siêu sáng, có đèn gầm hạt xoài, la răng thể thao, một dàn lốp thì bác chủ cũng mới thay quá nhé. Lốp Michelin là dòng lốp dày nhất cho dòng xe lốp rồi, cả cùng là các dòng lốp rồi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, xin nhan trên gương. Em này có lên cả màn hình các bác nhé. Vì một số lý do bản quyền nên là em không mở nhạc cho các bác nghe. Thì các bác nhìn này, có màn hình điều hòa auto, túi khí an toàn. Em này là bản đủ của Morning rồi. Chân lì zin, ghế da cao cấp các bác nhìn này. Đấy, nghe nhạc khá là hay, vừa rồi em có bật nhạc nên nghe khá là hay. Nhưng vì lý do bản quyền của âm nhạc nên em không mở lên các bác nhé. 2012 sạch sẽ gọn gàng, máy số đại chất luôn. Có cho em một chiếc xe Kia Morning 2012, máy số cực kỳ chất luôn nhé. Và quan trọng là giá chỉ có 159 triệu bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Màn hình tăng hồi đầy đủ cho em ạ. 5 chỗ ngồi số sàn Morning, các bác nhìn màn hình này đấy, nghe nhạc giải trí thoải mái cho em. Lốp lắp dày, kệ em này xem nào, lốp sâu cua nè. Dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ các bác nhé. Bác chủ khá là thật, ôi cái sàn của 2012 mà bác chủ giữ như thế này các bác này, quá chất luôn. Tăng kích lốp còn nguyên, bấm đinh tán keo chỉ hai bên còn sắc nét như thế này thì các bác ơi, lăn tăn gì đúng không ạ? Bây giờ không nên mua SH nữa rồi mà các bác hãy mua cho mình một chiếc xe ô tô, tránh mưa tránh nắng đi gia đình. Morning 2012 Sport nhập khẩu nguyên chiếc, điều hòa auto, số sàn, động cơ trang bị của em nó sẽ là 1.0. Dành cho những bác nào thích xe ô tô nhưng mà không muốn bỏ ra quá nhiều tiền. Đấy, điều hòa auto, số sàn 2012 màu vàng cực kỳ chất luôn. Em màu vàng cát này khá đẹp luôn. Đăng ký đăng kiểm còn dài. Để lại số điện thoại iBook trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em tư vấn hỗ trợ các bác nhé.